Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ qua phần việt hóa chung Java sang tiếng Việt. Là việc này thì trước tiên chúng ta log on vào chúng ta trang backend nhé. Tại mục Controller thì mình sang cái phần lấy ngôn ngữ, phần ngôn ngữ nhé. Mình chọn extension nè và chọn ngôn ngữ. Tại đây chúng ta chọn, chúng ta click vào install language tại trường, tại công sở chúng ta tìm kiếm ngôn ngữ là Việt Nam. Chúng ta nhấp chọn vào ngôn ngữ là Việt Nam nè và chúng ta sẽ cài đặt thôi. Cài đặt hệ hoàn tâm. Bây giờ để mình thay đổi giao diện như thế này thì mình sẽ vào phần ngôn ngữ, chọn extension language. Tại đây chúng ta chọn size install administrator, nó sẽ chuyển vào Vietnamese. Chúng ta chọn set nó là default. Khi chúng ta set cái trang này là default thì rồi default chưa ra, ra refresh nó lại. Các bạn, khi mà các bạn cài đặt ngôn ngữ Việt Nam xong ở đây thì muốn chuyển để nó thành tiếng Việt thì các bạn sẽ phải log out ra. Đó, khi bạn log out ra tại cuối cùng là ngôn ngữ default này thì mình chọn Việt Nam, không chọn tiếng Anh nữa, chọn Việt Nam nha, thì bạn log in vào ta sẽ thấy chúng ta có, nó sẽ đã thay đổi rồi nè, hệ thống thành viên, danh mục, nội dung, mở rộng, tất cả đều bị thay đổi. Đây là cái cách mà mình cài ngôn ngữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.